chào mọi người nhé. Hôm nay em mới lấy về cây sung này này. Đây thì mọi người có thể nhìn này, bộ móng của nó này, móng của nó thì như một móng của một con vật, nhìn cũng khá là ok, nhìn cây nó cũng già già này mọi người. Nhìn như kiểu một con ở đây là một đuôi của một con vật này. Chân và đuôi một con vật này. Đây. Mọi người thấy ok không ạ? Lá của nó thì nhỏ nhỏ như lá xanh mọi người nhé. Em cũng không biết là vì sao mà người ta để được cái lá như thế này, hoặc là cái giống sung nó lá nó nhỏ như vậy. Có thể là do giống sung. Mọi người nhìn tay em này, tay này, đấy. Tay em chỉ 20 phân thôi, tay rất là nhỏ. Cây đây xem nào, một, hai, 40 phân, cái đây 40 phân mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn đẹp nhất là góc này. Góc này là đẹp nhất này. Cây này có lẽ là em cũng hầu như là cũng không phải chỉnh sửa gì, ở dưới gốc là quá là đẹp rồi. Có chỉnh sửa thì chút lên trên ngọn này, nhưng mà nó cũng tương đối đẹp. Chỉnh sửa một chút thôi. Một chút trên ngọn. Cái này em mua ở ngoài chợ giá bao nhiêu mọi người có biết không? Rất là rẻ. Chỉ 200 nghìn thôi nhé. 200 nghìn rồi mọi người ạ. Quay kỹ góc cho mọi người nhìn. Nhìn lá sung này, lá sung nhỏ như lá xanh luôn, quá là đẹp. Góc này đẹp nhất này, mọi người thấy không? Rất là đẹp, đẹp nhất đấy. Cua chỗ này khá là gắt này.